Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì đây là một cái video hoàn toàn mới, có lẽ là lần đầu tiên chơi tập kích. Nhưng mà thực ra thì mình học hỏi của anh Giái Tiên Sinh, Giái Fan. Ok, thì mình sẽ đã mua một nhân vật nữ rồi, anh em sẽ còn lại sẽ chơi nhân vật nam. Bây giờ mình sẽ tạo một phòng ngay bây giờ. Thì đợi rút ngắn thời gian của bạn thì mình sẽ cắt video ở đây. Và khi nào đầy đủ hết rồi thì mình làm luôn cho nhanh nha. Ok. Ok, anh em đã thuộc luật chưa? Tại vì mình quay cái này rất là luật. Tại vì mình quay cái này khá là nhiều lần rồi nhưng mà đều thất bại, những thanh niên chơi lầy, rất là lầy. Thôi thì thôi, xem nào. Mấy thanh niên chơi rất là lầy, kiểu như là nó muốn mình kiểu ra đi hay sao ấy. Là nó chém loạn xạ hết lên, mình không biết được nào mà lần. Và mình sẽ sử dụng nhân vật nữ. Đấy, khoai môn các kiểu, khoai to. Đầu tiên là phải đánh các thanh niên này rất là nguy hiểm. Đấy, mình sẽ sử dụng cua dổ vái, không ném bom. Ui, thì ném bom hao tốn sinh lực vái. Cả vài cá bép của các thanh niên đông vái nhờ. Chết cha rồi. Ui, không biết sao chạy được nhờ. Ui dừa, vãi hàng thật. Bốt ngô thanh niên này, bốt. Sao đông vậy, không biết. Ui vãi. Mình trò này mình sẽ học tập từ anh Tiến Giái Tiên Sinh. Ui, thế mà chơi mình à. Vãi ca hàng, chết rồi, Nati. Bố mày Nati. Vô đây, ôi dồi. Vô đây. Chết luôn đi, ui dồi, không chết, ba mẹ ơi. Ôi, thanh niên thứ hai, ok, núp đi, các thanh niên ở đây nguy hiểm vài cá đấy. Vài đái, núp đi. Thẩm du một mình vậy. Ui vồi ơi, ngu vồn. Chạy. Rồi đường nào thoát đây này, đường nào cho em trú chân đây. Ui, phang luôn. Ui già ơi, mẹ ơi, thanh niên đông rất là đông. Ui giời, đi cả tập đoàn luôn mà. Ui giời vái. Hai em anh ơi, tăng tốc chạy thôi. Cả bầy như này sao mà chơi. Hết đạn luôn rồi. Ui trời ơi. Chết cha rồi. May là nhân vật nữ nó chạy nhanh hơn tí. Let go. Giờ chỉ cần ngừng xuống một tí là các thanh niên bắt đầu. Không lựu đạn nha. Nếu mà ném lựu đạn thì mình thiệt quá. Núp thôi. Úi dồi vãi. Đâu ra lắm vậy không biết. Ủa, tha em anh ơi. Ui, ba anh thanh niên khoai to các kiểu. Úi dồi vãi này. Ăn lựu đạn này, chỉ có mình ăn được lựu đạn thôi nha. Tại vì mình một mình mà chơi vậy, nhiều thanh niên này lầy lắm. Ui, ăn lựu đạn chết luôn. Chết cha, hai đứa. Ui, 5 viên nữa, không biết là giết được thằng này không. Ôi chết cha rồi. Xích xông vào này, ba không. Ôi xông vào. Cuộc đời sao lại bị kích thế. Bị kích thì ép luôn. Tại vì nhiều thanh niên chơi dày quá. Mình phải rút kinh nghiệm thôi. Núp thôi. Đánh xa tất cả các mối hiểm họa bằng cách là núp sau thùng này. Rất là đặt bom thì chúng mình hay núp vào đây lắm. Mà không biết có thanh niên nào biết không. Thôi hồ vãi. Giờ mà. Ui không biết luôn. Ngu người chưa. Không biết thanh niên nào đấy. Kệ nó đi. Đậu phộng núp tìm thấy bà luôn. Ôi dồi, hết đạn rồi, làm sao đây. Thì chạy ra phang dao thì mình kỹ năng chơi nhau cực kỳ kém luôn. Ui vãi. Ui dồi, rất là nhiều thanh niên đang kiểu hão hức và hồ hởi muốn tìm anh éo thấy dễ. Núp rồi. Ui trời ơi, nghe ta go. Ui trời ơi, mình sẽ dùng khẩu lục khác vậy, nó mãnh liệt hơn một tí. STI Flap. Mẹ ơi, suối quấy vậy nhờ. Núp thôi, các thanh niên hai em phát. À đây là các mình là thấy rồi. Ui dồi. Chạy. Ăn lựu đạn là chói rồi. À, không, ở đây trong tập kích không có lựu đạn chói, chỉ có lựu đạn. Ui dồi, 3-4 hàng luôn. Đường nào mà chạy đây. Không có đường nào cứu mang được nữa. Quá là lầy lội. Mình thấy chỉ có Glock có thể chơi lại an ủi tinh thần thôi. Ui, con đứa thứ hai, núp. Ui trời ơi,
Úi giời, các thánh trời giao. Combo thứ ba quá ngon. Úi giời ơi, vãi thật. Chạy đường nào cho thoát. Thấm du. Ăn lưu đạn mùi. Mấy con chó này, chó này, chó, chó này, chó này. Lưu đạn nổ. Úi, chết cha rồi. Không thể chạy nào được. Tại vì được tập kích nó giá hạn quá, hay là mình con sau mình chơi TMP đi. Cái lục này không giết được, không giết được thanh niên nào cả. Đây các bạn thấy không? Đấy, nó xông lên từng từng. Ôi, chết luôn rồi, chết luôn. Chết luôn rồi. Ôi giời, bao nhiêu thanh niên thấy rồi chạy máu không kịp. Chết cha. Tiếng một tí ném thấy bom.
tuổi gì mình khá là kỹ năng chơi gel khá là kém nên phải phải núp bớt đi đã cho nó phải dùng lục thôi. Là thanh niên văn dũng này hai lần rồi đi luôn, thanh niên này là chơi rất là lầy, không biết là phải clan mình nữa tại vì mình không có tên. Ủa làm gì đấy, làm cái gì đấy, hết đạn rồi. Số phận này anh đã ăn bài cho em rồi, bùng xịt. Tiếp tục sử dụng dao và Glock 18 là những phương án mà mình cảm thấy là khá thi nhất. Chết luôn, Natty thể hiện này, gáy le này. Ôi dồi ôi, vào đây các em, lúc đâu hết rồi. Mình sẽ dụ nhiều thanh niên một tí. Chết luôn thằng bịch. Chết hai đứa không, chết hai đứa không. Ủa chết thằng ZT kìa. Vài cái hàng, hai thằng. 12 kill rồi, 12 kill rồi mình không sát sinh nữa. Cho nó hết giờ đi, cho chơi một vòng đi. Núp, oh. Oh yeah. Úi dồi, úi dồi. Úi dồi vái cả Natty. Trời ơi, đồng quá. Các thanh niên đồng quá. Ác như cũ vậy. Không tha cho em một mạng nào. Mấy anh chơi cực kỳ lầy. Săn tốt hồi này đang chờ ván mà tại sao út rồi nhỉ. Lầy thế không biết. Đây, cứ cho nó chạy qua đi. Số thanh niên chắc chắn là trên hầm chạy xuống thôi tại vì mình thấy đó. Đấy, ui dồi, thanh niên sao chơi nhân vật nữ. Thanh niên kia sao chơi nhân vật nữ vậy. Chết, ăn chơi bom đi. Chết thằng Tùng, Tùng gì đây. Không kéo được. Chết luôn combo thứ hai. Quá ngon. Một ván chơi được hai thằng. Nói chung mình cũng yếu máu rồi. Tranh thủ những cái lúc mà đang chat với thanh niên một tí. Natty rồi sử dụng nhân vật. Xong vào đây. Lấy đứa này. Chết luôn thằng bung xịt. Này bố mày chơi mày. Cay mày lắm rồi đấy. Ui dồi, vào đây ăn dao. Vào đây ăn dao, Tùng Zelo. Ui dồi, kích Tùng Zelo đi, kích đi. Kích đi. Thằng này khóa chơi chơi mình ấy nhỉ. Ui dồi, kích FA King, kích luôn. Ui dồi, ngu người. Để móc à? Ngu người thêm thằng nữa. Ngu người, úi dồi. Không có ngu. Ngu người, úi dồi. Thằng này có kinh nghiệm hết rồi. Chạy thôi, chuồn thôi. Nhân vật nữ thì nó chạy nhanh hơn tí. Cho nên mình cứ thông cảm mà. Cứ dẫn trước thêm mấy thanh niên còn lại thôi. Réo sợ bố con nào hết. Đây ba thanh niên rồi. Mình sẽ dẫn toàn bộ các thanh niên mình đang thấy. Nhìn thấy trên ủa đây này. Bốn đứa, ba đứa. Không biết là sẽ dẫn được tới đâu đây. Tại vì map này nó rộng bao la luôn. Người ta nói là map này nó rộng hơn tất cả toàn bộ. Ủa, đừng bắn em anh ơi. Em xin đấy. Vãi cả hàng kìa. Đông quá rồi làm sao bây giờ. Kiếm đường đâu mà chạy thôi. Vừa chạy vừa nhảy. Ôi chạy kìa. Rất là đông thanh niên. Chắc phải bắn 6 nòng ở đâu ra vậy. Ôi trời ơi, đông quá trời ơi. Ủa sao mà chạy chứ hóa hết đây. Rút lục ra thẩm du bớt vài tăng à. Nhưng mà giờ mình bắn thì mất vui. Tại vì mà ván nó mới bắt được mấy phút à. Rồi bắn thì các thanh niên cũng hơi ấy. Nên thôi thì chơi dao chạy thôi. Rồi thỉnh thoảng ném trái bom của thanh niên nào xui thì chết. Xông lên, lấy lê, ui dồi, không dính, chảo không dính. Đâm vào mặt, ui dồi, chạy luôn. Thấy ba thanh niên thấy rồi, mình sợ chạy rồi. Ui, rất là nguy hiểm, quá nhanh, quá nguy hiểm. Mình tao cần hết, nếu mà tập kích có những cái chế độ bắn theo thời gian thì mình cần hết. Còn đây là bắn theo 20 kin sao mà đủ phê được nhỉ? Các bạn thấy không? Các bạn thấy là 20 kin nó không đủ phê đâu. Phải chăng thì bán theo thời gian 5, 10, 15 hay
hay là bấy nhiêu phút thì nó sướng hơn. Tôi không phân biệt được thanh niên nào là thanh niên nào, không quay ra sau móc đít. Ôi trời, lừa được qua thanh niên rồi. Giết trùng Gelo phát bao nhiêu rồi, 60 mấy rồi đấy, không được, biết mình kích được một lần. Yeah, có thằng này nó cũng thay đổi rồi. Anh mày đây này. Đây này ném này, đây ném đây bom mù cái lừa được hoài thanh niên. Chém nhau vậy, chém nhau Excel vậy. Chém nhau Excel vậy. Ô tô, ôi giời, cô tô một combo 2 luôn, VIP vãi nha. Thấy rồi, không biết là thấy mình chưa. À, đây đây đây. Lại gì đây? Lại gì đây thanh niên nào đấy? Naughty ở thùng Zelo. Bố mày cho mày một vả. Thằng cua tùng Zelo này chơi hơi bị lì, kiểu hơn người. Ăn chơi bom đi, ăn chơi bom đi. Chơi dao lầy với mày luôn. Rơi dao chạy à? Ui dồi, cong đít chạy à? Vài cá hàng. Quay lại chơi, chơi bố mày, chơi bố mày. Tao không chơi dao, không chơi lục luôn ấy. Vì gì? Tao bảo là nhiều thanh niên chém nhau rồi không biết. Mất mẹ cái hay của game rồi. Bao nhiêu cái chế độ mình có thể copy về từ đột kích về được thì mấy thanh niên ở đây phá hết. Thế mà không biết đang chém nhau y xéo kìa. Sau lưng này, sau lưng này, sau lưng. Ôi dồi, bung xịt. Cái bọn này chơi kiểu gì vậy? Mình éo muốn chơi nữa, cực kỳ chán rồi. Chơi thì ra đi. Cực kỳ ức chế với các thanh niên này. Cực muốn leo qua tường để ăn trái bom này. Vớ mồm này. Đây 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 đây. Thích thể hiện chấm con này. Thể hiện chấm con là gừng. Tùng Zelo kích dùng đi. Kích dùng đi, tao lại mày Tùng ơi. Tùng ơi, tao lại mày Tùng núi ạ. À. Tùng đạo nhạc rồi trong này, Tùng phá game nữa. Quay đông thuốc animal hay gì, quên cha nó rồi nhỉ. Quay đông thác animal hay là cái mẹ gì ấy. Nói chung là con cái mẹ ở nhà mình chẳng quan tâm. Úi dồi, chết luôn. Photo, Nati, úi dồi. GT, Gato. Mẹ ơi, bọn này nó chơi lầy thật. Thôi mình có lẽ là cho một viên kết liễu luôn đi. Chứ thanh niên này cực kỳ lầy luôn. Lầy lộ bao lầy lộ tí thanh niên Tùng Zelo là ra đảo chắc chắn rồi. Bao nhiêu anh em? Bung xịt này. Bung xịt này, bung xịt này. Bung xịt này, chơi rau quắm mà chơi. Không lại là chết luôn combo. Thôi các em mình kết thúc video tại đây được rồi. Một là Cô Tô, hai là Tùng Zelo, hai thanh niên. Nói chung là mất mẹ cái hay rồi các em. Cái trò mà mình đã phải đi nghỉ thử anh giái rồi qua bên tập kích để chơi lại rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình sẽ cố gắng nghĩ ra nhiều trò hơn nữa để có thể mang đến đây áp dụng vào tập kích và chúc các bạn có những video vui vẻ hơn. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại những cái video lần sau. Các bạn đừng quên like và subscribe channel mình nhé. Nếu các bạn cảm thấy hay đừng quên share nữa. Share lên Facebook hay share lên đâu đấy tùy các bạn. Rảnh đâu share đấy nha. Ok nào. Mình ưu tiên những cái bạn có level cao một tí thôi. Tại vì các bạn còn lại là level 3 mà, level 3 và 4 gì đấy. Thì sao mà cho vào clan được. Còn các bạn thấy thì xin rồi mình cũng gia nhập hết. Và mình ưu tiên ra level cao một tí. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này.